Chào các bạn. Hôm nay tập làm cây hoa giấy. Cành rơi. Các bạn xem có ý kiến nhé. Mới quấn dây lại hôm qua. Đây, cành này là mình đang thả sống ra để nuôi cho cái cành nó to. Rồi cái tán cành rơi này. Chia sẻ với các bạn cho vui. Đây, những cái cành này là mình thả ra để nuôi cho nó kéo thân cho nó to nha các bạn nhé. Bước đầu tiên, cây này chơi được chắc cũng phải vài năm nữa. Là tổng thể của cái cây hoa giấy làm cành rơi. Các bác xem và cho ý kiến nhá. Vâng, cảm ơn các bác. Ném đá thoải mái. Khoe luôn với các bác là mấy cái hồng làm nở hoa rất là đẹp. Ok, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui.